Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm 2012, Hợp tác xã Nông nghiệp Kim Bồng, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa triển khai mô hình sản xuất giống lúa thơm RVT của Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung ương trên diện tích là 40 ha. Qua đánh giá, giống RVT cho năng suất hiệu quả cao, đặc biệt là khả năng chống chịu sâu bệnh rất tốt. Vụ mùa năm nay được đánh giá là vụ có nhiều khó khăn về thời tiết, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, nhất là tình hình sâu bệnh như khô vằn, bạc lá, gây hại mạnh. Tuy nhiên, với giống RVT được trồng tại xã Kim Đường, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Trong khi các giống khác được trồng đại trà bị sâu bệnh nhiều, thì với giống RVT, tỷ lệ mắc bệnh nhỏ. Cùng với đó, tỷ lệ hạt chắc của giống RVT cũng cao hơn so với các giống lúa chất lượng khác. Chúng tôi cấy chỉ có một rảnh thôi nhưng lúa phát triển nhanh, đẻ số lượng rảnh là cao. Thế mà cái bộ lá của cây lúa là từ khi lúa cấy xuống cho đến bây giờ là cái lá màu xanh lẫn chuối, chứ không thấy màu xanh đậm. Thế mà thực tế là kháng được bệnh, các cái bệnh khô vằn hoặc là các bệnh khác là chưa thấy phát triển. Năng suất là chúng tôi có khả quan là cảm thấy là nó hơn các giống lúa kia đấy. Ê, chúng tôi mong cho hợp tác xã là đưa cái giống lúa này về để nhân ra rộng ra các diện tích nữa, tại vì cái giống này là nhân được cả của vàn cao và vàn trũng, vì vậy xã viên rất hào hứng đấy, được cái giống lúa vừa có năng suất chất lượng cao đấy, gạo ngon, độ dẻo. Theo đánh giá của Hợp tác xã Nông nghiệp Kim Bồng thì giống lúa thơm RVT có thời gian sinh trưởng ngắn hơn so với giống đối chứng là Bắc Thơm số 7 từ 5 tới 7 ngày, khả năng đẻ nhánh khỏe, số bông trên khóm cao. Năng suất dự kiến đạt 62,3 tạ trên 1 hectare, cao hơn giống đối chứng Bắc Thơm số 7 được trồng tại địa phương, trong khi kỹ thuật trồng cũng như chi phí tương đương với các giống khác. Vụ đầu tiên mà chúng tôi đã triển khai như thế này thì như vậy là rất nhiều xã viên người ta đang hào hứng và rất là phấn khởi, là như vậy là muốn đăng ký thêm để như vậy nhân rộng ra các cái vùng cánh đồng khác của chúng tôi. Thì mà các anh ấy, như không những là năm nay là chúng tôi cấy được khoảng 3 trên 40 hectare, thế nhưng mà vụ sau thì chúng tôi có thể là cấy gần như là nhân đôi lên, tổng cỡ khoảng 100 hectare. Giống lúa thơm RVT là giống lúa chất lượng cao đã được Trung tâm Giống Cây Trồng Hà Nội đưa vào khảo nghiệm qua 3 vụ. Tại vụ mùa năm nay, toàn thành phố Hà Nội đã gieo trồng trên tổng diện tích 600 hectare. Đây là một trong những giống được đưa vào trong chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao của thành phố.